Sáng nay, trường tiểu học Phổ Đổng tổ chức chương trình Xuân yêu thương Tết xung vầy, trao quà cho học sinh nhà trường có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua vận động từ các nhà hảo tâm, dịp này trường tiểu học Phổ Đổng đã huy động được gần 120 triệu đồng để hỗ trợ quà Tết cho học sinh. 71 gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 trong nhà trường đã được nhận những món quà Tết yêu thương cùng lời chúc năm mới nhiều an vui. Các thầy cô ở trong trường đến thì trang trí và đưa tất cả các cái hàng ra để sắp sẵn để ngày hôm nay là có cái buổi tổ chức như này. Trong năm mới này tới thì cô và trò thì cũng là mong là đại dịch nó chóng qua để cô và trò được đến trường. Để buổi trao quà được diễn ra đảm bảo an toàn phòng chống dịch, phụ huynh và học sinh vào trường được yêu cầu bắt buộc thực hiện khai báo y tế và sát khuẩn tay. Từng khối lớp được chia nhận quà theo những khung giờ khác nhau. Các gian hàng quà Tết cũng được trang trí đậm sắc xuân. Chúng tôi cũng muốn không chỉ đơn thuần là các em chỉ đến nhận quà, mà các em sẽ cảm nhận được một cái không gian ấm áp tình yêu thương. Các em được cảm nhận được cái mùa xuân đang đến với mình. Và chúng tôi đã tổ chức một cái chương trình với những cái gian hàng và các em sẽ tự chọn những cái món quà của mình và sẽ được nhận phong bao lì xì của các thầy cô, của các bậc phụ huynh. Với tinh thần sẻ chia, dịp này nhà trường cũng đã tặng quà cho các em học sinh dân tộc Cơ Tu ở Tây Giang, tỉnh Quảng Nam và một số xuất quà cho học sinh khó khăn trên địa bàn quận Hải Châu và huyện Hòa Vang.